tỷ phú Hoàng Kiều tuyên bố sẽ nuôi 23 người con của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Hoàng Kiều khẳng định sẽ nuôi nấng các con của Phi Nhung đến khi trưởng thành. Ca sĩ Phi Nhung qua đời lúc 12 giờ 15 trưa 28 tháng 9. Tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh, sau một tháng điều trị bệnh COVID-19, hưởng dương 51 tuổi. Từ Mỹ, Wendy, con gái ruột của Phi Nhung đã trực tiếp nhắn báo tin buồn cho người thân, bạn bè. Thông qua trang cá nhân, tỷ phú Hoàng Kiều vừa đăng tải hình ảnh cố nghệ sĩ Phi Nhung bên cạnh các con nuôi cùng lời chia buồn, thành kính chia buồn cùng gia đình Phi Nhung. Nguyện cầu cho hương linh Phi Nhung sớm về cõi vĩnh hằng. Vô cùng thương tiếc, tỷ phú Hoàng Kiều tuyên bố nhận nuôi 23 người con nuôi của Phi Nhung. Đặc biệt ông còn tuyên bố sẽ đứng ra giúp đỡ. Tiếp tục nuôi nấng 23 người con nuôi của Phi Nhung đến khi trưởng thành. Chia sẻ của tỷ phú gốc Việt lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Đa số bình luận đều dành lời cảm ơn và trân trọng tấm lòng của Hoàng Kiều dành cho các con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Cảm ơn bác, cô Phi Nhung sẽ mỉm cười nơi chín suối khi các con đã có nơi nương tựa. Anh thật tuyệt vời, hãy là bố nuôi của các cháu đi. Anh không những là tỷ phú mà anh còn là tỷ phú của tình thương. Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của Hoàng Kiều, thật đáng trân quý, là những bình luận của khán giả trước việc làm ý nghĩa của tỷ phú Hoàng Kiều. Phi Nhung và các con nuôi. Vợ cũ Bằng Kiều Gigi Phương Trinh cũng tuyên bố sẽ thay Phi Nhung lo cho 23 người con nuôi mồ côi. Còn riêng con gái ruột của Phi Nhung, Gigi Phương Trinh cho hay. Wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các dì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng. Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc gần với F0. Khi về nhà, nữ ca sĩ bị cảm và chủ động đến bệnh viện kiểm tra kết quả dương tính với COVID-19. Ban đầu, nữ ca sĩ điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 19 tháng 8. Sau đó, tình hình bệnh chuyển biến nặng nên cô phải chuyển viện Chợ Giấy, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Tại Chợ Giấy, Phi Nhung được điều trị tại khoa D hồi sức tích cực dành cho các bệnh nhân nặng. Chủng COVID-19 mới Phi Nhung bị nhiễm gây đông máu nên cô cần lọc máu qua hệ thống máy ECMO tim phổi nhân tạo. Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng điều trị COVID-19. Nguồn tin bác sĩ Chợ Giấy cho biết bệnh viện đã sử dụng tất cả các loại thuốc cao cấp nhất để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này, nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Giấy chia sẻ. Trước đó, ca sĩ Gigi Phương Trinh cho biết Phi Nhung không về Mỹ sớm do thấy bà con tại quê nhà đang gặp khó khăn vì dịch bệnh nên cô muốn ở lại để làm việc thiện nguyện. Trước 3 ngày Phi Nhung chuẩn bị bay về Mỹ thì thử COVID bị dương tính. Mới đầu chỉ cảm nhẹ xong dần trở nên nặng, không thở được và phải dùng đến máy trợ thở, ca sĩ Gigi Phương Trinh chia sẻ. Cố nghệ sĩ Phi Nhung quen thuộc với công chúng qua hình ảnh giản dị, hướng Phật. Sinh thời, cô tiết lộ mình dùng chủ yếu số tiền hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho 23 người con nuôi và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Về việc có nhiều con nuôi, Phi Nhung thừa nhận cô hạnh phúc với điều đó. Nữ ca sĩ tuyên bố sẽ không lấy chồng vì nếu muốn, cô đã làm điều đó khi còn trẻ.